cơm trưa hôm nay mang đi làm của mình. Món mặn là đậu chiên cuốn rong biển sốt teriyaki. Đậu này thì mình dùng cái loại là đã chiên rồi, dùng loại đậu chưa chiên cũng được. Cắt miếng vừa ăn, mình thích cắt mỏng ra cho nó thấm gia vị. Rồi rong biển lá thì cắt miếng dài như vậy nè, rồi quấn quanh cái miếng đậu. Mình làm cơm trưa mang đi làm đơn giản lắm, nên là buổi sáng dậy sớm một tí để nấu ăn mang đi. Tiếp theo thì cho vào dầu nóng và chiên. Đậu này là đậu chiên rồi nên mình cũng chỉ chiên sơ lại thôi cho nó vàng cái mặt còn lại. Với lại là cho nó vàng cái phần rong biển luôn. Dùng đậu chưa có chiên á làm món này sẽ ngon hơn. Nhưng mà cái khúc chờ nó chiên á mất thời gian lắm mà mình lười lắm nên thôi dùng đậu chiên sẵn cho nó nhanh. Tới cái phần sốt, phi thêm một ít hành tỏi băm rồi cho sốt teriyaki vào. Mình mua cái loại chai sẵn rồi tiện lắm. Thêm một ít nước cho cái phần sốt nó loãng ra. Rồi thêm ớt bột nữa cho cay cay mới ngon. Mình rất là thích ăn cay. Rồi cho hết đậu vào nè, trở mặt để cho nó thấm đều cái gia vị. Hạ nhỏ lửa riu riu để rim một xíu nữa là xong rồi. Món này làm để ăn chay là được luôn. Đơn giản, nhanh mà cũng rất là ngon luôn á. Rồi nấu một ít canh. Hôm nay mình ăn rau mồng tơi, cái loại rau mà mình thích nhất. Vẫn là kiểu nấu canh đơn giản, nêm một xíu hạt nêm, một xíu muối là xong rồi. Vậy là phần cơm trưa hôm nay của mình có cơm gạo lứt đen. Món mặn là đậu cuốn rong biển sốt teriyaki, thêm một ít mì trắng rang cho thơm. Và cuối cùng là canh rau mồng tơi. Bữa trưa nhanh gọn và rất là ngon miệng. Đúng chuẩn hạnh phúc là được ăn ngon.